Xin kính chào các quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Bài tập khí công số 5, xoa mặt, nhằm kích thích các mao mạch máu trên vùng mặt, giúp cải thiện quá trình tuần hoàn máu, cung cấp nhiều dưỡng chất và oxy hơn cho đại não, khiến cho thị lực sẽ tốt hơn, hết viêm mũi, hết méo miệng. Thường xuyên xoa bóp da ở vùng xung quanh mặt sẽ khiến hiệu suất công việc của phần vỏ đại não được nâng cao, giúp cân bằng quá trình hưng phấn và ức chế, từ đó cũng tăng cường sức khỏe, giúp toàn bộ cơ thể có thể thích nghi tốt hơn với môi trường ô nhiễm xung quanh. Trên da ở vùng xung quanh tai, mặt, mắt, mũi, miệng và tập trung nhiều huyệt vị. Là chẳng hạn như là dương bạch, ấn đường, tý trúc không, đồng tử liêu, thừa khấp, tình minh, toàn trúc, minh hương, tố liêu, địa thương, đại nghinh, nhân trung, đoài đoan, thừa tương, vân vân, cũng còn nhiều huyệt nữa. Nhưng đấy chúng tôi xin nói đến một số huyệt chính thôi. Và như vậy xoa bóp kích thích các huyệt vị này sẽ mang lại tác dụng thông kinh hoạt lạc, giúp phòng trị các chứng bệnh như đau đầu, liệt mặt, đầu và vùng trán đau, rồi các bệnh về mắt như loạn thị, quáng gà, đau thần kinh vành mắt, cận thị, viễn thị, thần kinh thị giác viêm, thần kinh thị giác teo, giác mạc viêm, rồi các bệnh ngạt mũi, động kinh, trẻ con kinh phong, phụ nữ mới đẻ bị xây sẩm mặt, rồi viêm xoang, kết mạc viêm, máu cam, viêm mũi, mũi chảy nước, mặt ngứa, mặt phù, sốc, hôn mê, răng cắn chặt, điên cuồng, méo miệng, xích mắt, đau cứng lưng, nói chung tăng oxy cho não, giúp cho lưng và thắt lưng hết đau cứng. Nhưng đặc biệt có huyệt nhân trung đấy, là cấp cứu ngất, trị tim mạch rất tốt. Đấy, ở trên mặt chúng ta thấy có rất nhiều huyệt, nhưng trong đó có những cái huyệt cơ bản, 14 huyệt cơ bản mà chúng ta sẽ giới thiệu, sẽ xem xét cụ thể từng huyệt một ở phần sau. Thông thường nên xoa bóp từ 5 đến 10 phút một lần, và ngày thì xoa bóp, xoa mặt là 3 lần, sáng, trưa, chiều.
động tác cụ thể như thế này: áp hai lòng bàn tay lên mặt, đó, áp lên sát lên mặt, rồi xoa theo hình số 8 nằm ngang. Đấy, hình số 8 nằm ngang, hình số 8 như thế này. Đấy. Từ phần trán bên phải trước, đó, kéo xuống phần tai bên phải. Đấy. Sau đó lại đưa lên phần trán bên trái, rồi kéo xuống phần tai bên trái. Đó. Rồi tiếp tục lại đưa lên phần trán bên phải, và cứ thế làm lại như từ đầu, tức là kéo xuống phần tai bên phải, rồi đưa lên phần trán bên trái, kéo xuống phần tai bên trái. Đấy, theo cái hình số 8 nằm ngang như thế này, và nhớ là áp sật, áp lòng bàn tay thật sát mặt. Đấy, áp thật sát vào mặt. Và xoa thật mạnh, sát tay thật mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cụ thể từng huyệt khi chúng ta xoa sát như vậy. Thứ nhất là huyệt dương bạch nằm trên kinh thiếu dương đờm, thẳng trên điểm giữa chân mày. Đấy, chân mày lên một thốn ở hai bên. Đó. Thì huyệt dương bạch này nó chủ trị đau đầu, mắt mờ, liệt mặt, đầu và vùng trán đau, rồi bệnh về mắt như loạn thị, quáng gà, đau thần kinh vành mắt. Rồi huyệt thứ hai là huyệt ấn đường ở giữa hai đầu lông mày. Đó. Nằm chính giữa ở hai đầu lông mày, thẳng cái sông mũi đi lên. Đó. Thì nằm giữa hai đầu lông mày, chủ trị đau đầu, ngạt mũi, động kinh, trẻ con kinh phong, phụ nữ mới đẻ xây sẩm mặt mũi, viêm xoang. Huyệt thứ ba là ti trúc không, nằm trên kinh, kinh là thiếu dương tam tiêu đấy, nó ở chỗ lõm ở đuôi lông mày. Đấy, lông mày chúng ta kéo dài xuống thì nó lõm ở đuôi lông mày, ấn vào ta thấy có cảm giác tê tức, thì chủ trị đau đầu, chóng mặt và các bệnh về mắt. Sau đó dưới nữa là đồng tử liêu thuộc kinh thiếu dương đờm đấy, tức là nó bên ngoài khóe mắt, ngoài 0,5 thốn, tức là nửa thốn đấy, và khóe mắt kéo vào, kéo ra một chút là đuôi mắt này. Chủ trị đau đầu, liệt mặt và các bệnh về mắt. Rồi vẫn ở xung quanh mắt đấy thì có cái huyệt nữa là huyệt thừa khấp ở dưới mắt, 0,7 thốn. Đó. Lịch vùng trũng là chỗ từ con người mắt mà thẳng xuống. Đấy, nằm trên cái vành mà vành trũng ở bên cái xương, cái vành vòng xương ở hõm mắt đấy. Chủ trị đau mắt, sưng mắt, chảy nước mắt, giật mi mắt, quáng gà, liệt mặt, kết mạc viêm, cận thị, viễn thị, thần kinh thị giác viêm, thần kinh thị giác teo, giác mạc viêm. Một huyệt nữa cũng nằm ở mắt là huyệt tình minh, nằm trên kinh thái dương bàng quang. Đấy, là chỗ lõm phía trên khóe mắt này, cái đầu lông mắt là cái này, trong cái xua lõm này,
không phải một thốn, kể với xương mũi ngay đầu xương đầu, đầu mắt đấy, phía trên khóe mắt một chút, trong khơi không phải một thốn thôi. Chủ trị đau đầu liệt mặt, đau mắt, mắt có màng, có mọc toét, rồi toét mắt, quáng gà, chảy nước mắt, thần kinh mặt liệt, liệt dây thần kinh số 8 ngoại biên và teo thần kinh thị giác. Tiếp theo là huyệt toàn trúc nằm trên kinh thái dương bàng quang, là chỗ lõm đầu trong của chân mày đấy, ở giữa là ấn đường đấy. Thì đến cái chỗ lõm ở chỗ đầu chân mày, đầu trong chân mày thẳng trên góc mắt bên trong đấy, nên thì gọi là toàn trúc. Chủ trị đầu đau, mắt đau, liệt mặt. Huyệt tiếp theo là huyệt nghinh hương nằm trên kinh dương minh đại tràng đấy, điểm gặp nhau giữa đường ngang qua cái chân cánh mũi, chúng thấy cái chân cánh mũi à, đấy, nhìn thấy cái có cái hai bên mũi này là có cái đường vành này này, rãnh mũi và môi đấy, thì nó nằm ở đây hai bên cánh mũi. Có thể nói là giúp cho bảo cho bệnh nhân cười lên, khi cười thì nó sẽ hiện rõ cái rãnh ở đây đó, thì đấy là huyệt nghinh hương hay là nghinh hương đấy, nghinh hay nghinh đấy. Chủ trị là bị chảy máu cam, viêm mũi, mũi chảy nước, mặt ngứa, mặt phù, liệt mặt, liệt dây thần kinh số 8 đấy, trường hợp run chui ống mật đấy, cũng chữa được bằng cái huyệt nghinh hương này. Tiếp theo là huyệt tố liêu nằm ở trên đốc mạch đấy, chúng ta ở đầu mũi, ngậm mũi đây, đầu nhọn của sống mũi thì gọi là huyệt tố liêu. Chủ trị ngạt mũi đấy, chúng ta châm cứu huyệt tố liêu này, làm huyệt tố liêu này thì chúng ta chữa được nghẹt mũi, máu cam, chảy máu cam đấy, viêm mũi và thịt thừa ở mũi. Huyệt tiếp theo nữa là huyệt địa thương nằm trên kinh dương minh vị, tức là ở mép miệng đây, ra ngoài 0,4 thốn hai bên đấy, là huyệt địa thương. Chủ trị méo miệng, liệt mặt, thường xuyên chảy nước dãi, rồi mí mắt giật đấy. Tiếp theo nữa là huyệt đại nghinh, cũng nằm trên kinh dương minh vị, ở góc hàm dưới đây, góc cong hàm dưới phía trước và dưới tai đấy, góc cong này đấy, ra rồi ra phía trước hơn một tấc ba phân, ấn vào chúng ta thấy nó tức tức, và có động mạch dưới tay là có động mạch, ấn vào nó thấy có động mạch máu mạch, nó thấy có động mạch đấy. Thì đấy là huyệt đại nghinh ở hai bên này, thấy có cái động mạch đang nháy nháy ở dưới tay. Chủ trị liệt mặt, méo miệng, cứng hàm, mặt và hàm sưng đỏ, đau răng, tuyến mang tai viêm. Rồi cái huyệt quan trọng nữa, mà có thể nói quan trọng nhất đấy, là huyệt nhân trung ở trên khe môi đó, chia làm 3 phần thì nó nằm ở 1/3 dưới rãnh mũi, phần 3 dưới rãnh mũi.
chủ trị sốc, động kinh, hôn mê. Hay những ai bị hôn mê, chúng ta sơ cứu vào đấy thì sẽ tỉnh lại. Rồi răng cắn chặt, điên cuồng, méo miệng, xách mắt, đau cứng lưng. Và những người mà bị hôn mê ngất đấy thì chúng ta sơ cứu vào đó thì sẽ là tăng oxy cho não và giúp cho lưng và thắt lưng hết đau cứng, cấp cứu khi ngất và trụy tim mạch. Khi đột quỵ đấy thì phải sơ cứu vào đó. Huyệt tiếp theo nữa là huyệt đoài đoan ở dưới nhân trung, chỗ nhọn của môi trên. Đoài gọi là đoài đoan, chữa sưng, đau môi, đau lợi răng, điên cuồng. Dưới nữa, nhâm mạch, trên thì là đốc, dưới là nhâm, bắt đầu là dưới miệng này là nhâm, thì thừa tương là chỗ lõm chính giữa và dưới môi dưới, đó là huyệt thừa tương. Chủ trị cũng méo miệng, xích mắt, đau răng, sưng lợi, chảy nước dãi, điên cuồng, đột nhiên mất tiếng. Đấy. Như vậy là khi chúng ta xoa mặt như vậy theo hình số 8 này là nó đi qua tất cả 14 cái huyệt như vậy. Đấy. Cuối cùng là cái thừa tương ở đây, nằm ở đây. Đấy. Chúng ta khi mà chúng ta đi theo cái hình số 8 này thì nó sẽ qua hết. Thì đấy là giới thiệu với quý vị cái tác dụng của cái động tác thứ 5, khí công thứ 5 là xoa mặt. Và sau đây xin mời quý vị xem một đoạn video của thầy Đỗ Đức Ngọc đã hướng dẫn tôi tập cái động tác này. Đó. Quan trụ trì kho tài sức sơ lần. Quan trụ trì kho tài sức sơ lần. Quan trụ trì quan trụ trì quan trụ trì kho tài sức sơ lần. Xin kính chào, cảm ơn tất cả các quý vị, các thầy, các bạn. Xin tạm biệt. Rất là mong các quý vị sẽ khỏe mạnh khỏe và trường thọ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.